chảo lửa Trung Đông bất ngờ căng như dây đàn. Báo Mỹ tiết lộ chấn động, Israel đã tấn công căn cứ bí mật của Iran liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân. Israel đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bí ẩn nhất chống lại Iran, khiến giới quân sự thế giới khó hiểu. Nếu Mỹ không ngăn cản, cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ rất tàn khốc. Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ đáp trả. Israel sẽ thấy sức mạnh và quyết tâm của Tehran. Hé lộ mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas trước khi thiệt mạng. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Báo Mỹ, Israel đã tấn công căn cứ bí mật của Iran liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, trong cuộc tấn công gần đây của Israel và các mục tiêu quân sự của Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel từ Tehran, đã đánh trúng hai căn cứ bí mật nằm gần thủ đô Iran. Đặc biệt, mục tiêu là một cơ sở mà trước đây các chuyên gia cho rằng có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân trước đây của Iran. Hãng tin AP của Mỹ đã báo cáo điều này qua tham khảo hình ảnh vệ tinh. Chúng ta đang nói về căn cứ quân sự Bashin, nơi trước đây chế độ Iran có thể đã thử nghiệm chất nổ mạnh để tạo ra vũ khí hạt nhân. Những bức ảnh được công bố cho thấy thiệt hại ở một số tòa nhà trên lãnh thổ của cơ sở này sau cuộc tấn công của Israel. Địa điểm thứ hai bị tấn công là căn cứ Khosia gần đó, nơi mà các nhà quan sát tin rằng có hệ thống đường hầm dưới lòng đất và các địa điểm sản xuất tên lửa đạn đạo. Chính quyền Iran không thừa nhận thất bại của các căn cứ này, nhưng đồng thời họ tuyên bố cái chết của 4 quân nhân từng phục vụ trong các đơn vị phòng không. Israel đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bí ẩn nhất chống lại Iran, khiến giới quân sự thế giới khó hiểu. Cuộc tấn công vừa được Israel thực hiện nhằm vào Iran gây ra nhiều thắc mắc nhất cho giới truyền thông cũng như chuyên gia quân sự. Vài ngày trước, Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở Iran, gây ra làn sóng thảo luận sôi nổi, đặc biệt việc liên quan đến quyết định đóng cửa không phận của Iraq khi diễn ra vụ tấn công. Động thái này đã đặt ra câu hỏi về lộ trình mà máy bay Israel thực hiện để tiếp cận các đối tượng bên trong lãnh thổ Iran. Theo nguồn tin của Israel, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu đã tham gia chiến dịch này. Các cơ sở quân sự của Iran ở khu vực Tehran, Khuzestan và Ilam đã hứng chịu những cuộc oanh kích lớn. Tuy vậy, giới chức Iran nói rằng một phần đáng kể tên lửa Israel đã bị hệ thống phòng không của nước này bắn hạ thành công. Đại diện của Tehran khẳng định thiệt hại đối với một số cơ sở chỉ ở mức tối thiểu. Sự kiện trên ngay lập tức đặt ra câu hỏi về việc chính xác làm cách nào máy bay Israel có thể vượt qua nhiều khu vực biên giới và tiếp cận không phận Iran. Cựu phi công và chuyên gia quân sự Ismail Abu Ayyub trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera đã bày tỏ quan điểm rằng máy bay chiến đấu của Israel đã áp sát biên giới phía tây Iran bằng cách bay qua không phận Iraq. Theo dự đoán, tốp chiến đấu cơ có thể đi qua Syria và Iraq để đến các khu vực gần Tehran. Ông Abu Ayyub nói thêm rằng, đối với một chuyến bay dài như vậy, máy bay tiếp nhiên liệu đã được sử dụng, cho phép tiêm kích bay được khoảng cách xa hơn đáng kể, bởi vì từ Tel Aviv đến Tehran là khoảng 1.000 km. Hơn nữa, theo vị chuyên gia, nhóm tấn công bao gồm khoảng 100 máy bay. Nhà phân tích cũng lưu ý rằng, các tên lửa như Rampage có tầm bắn khoảng 250 km, không thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Iran. Điều này đòi hỏi phải thâm nhập sâu vào không phận Cộng hòa Hồi giáo để thực hiện vụ tấn công với độ chính xác cao. Ngược lại, đại diện của Ả Rập Xê Út cho biết không phận của vương quốc này không được máy bay Israel sử dụng để tấn công Iran. Bên cạnh đó, một quan chức Jordan xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương rằng không có máy bay quân sự nào được phép bay qua không phận của họ. Những tuyên bố nói trên càng làm tăng thêm sự quan tâm đến các tuyến đường có thể được máy bay Israel sử dụng cho chiến dịch này, cũng như khả năng bay qua không phận của các nước thứ ba. Hiện tại, Iran báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã đối phó hiệu quả với cuộc tấn công, đẩy lùi tốp chiến đấu cơ đối phương và bảo vệ an toàn mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, các quan chức cũng xác nhận thiệt hại hạn chế ở một số cơ sở quân sự, mặc dù họ không nêu rõ bản chất. Chính quyền Tehran cho biết họ có quyền trả đũa, nhưng tại thời điểm này không có thêm hành động nào từ phía Iran. Nếu Mỹ không ngăn cản, cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ rất tàn khốc. Israel có thể đã tấn công cả cơ sở hạt nhân Iran nếu như chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không yêu cầu đồng minh hạ hỏa. Sau vài tuần an bình bất động, Israel đã tiến hành cuộc tấn công kéo dài từ rạng sáng đến bình minh ngày 26 tháng 10 theo giờ địa phương,
nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran nhằm trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào Tel Aviv hôm 1 tháng 10. Cuộc tấn công của Israel đã phá hủy các cơ sở phòng không và sản xuất tên lửa quan trọng của Tehran, làm suy yếu quân đội Iran. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các đợt oanh tạc mạnh mẽ của Tel Aviv đã tránh các địa điểm hạt nhân nhạy cảm và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Cựu quan chức tình báo Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông Jonathan Panikov cho biết sở dĩ Israel tấn công nương tay là do áp lực từ phía Washington. Ông Panikov quả quyết rằng áp lực từ phía Mỹ có vai trò cực kỳ quan trọng. Quyết định từ phía Israel sẽ rất khác nếu chính quyền Tổng thống Joe Biden không thực hiện các biện pháp ngăn cản Israel tấn công các địa điểm hạt nhân và năng lượng của Iran. Thông tin từ hãng Reuters cũng đã khẳng định vài giờ sau khi tên lửa của Iran tấn công Israel ngày 1 tháng 10, chính quyền của Tổng thống Biden đã gửi một thông điệp khẩn cấp tới Israel, hãy thật bình tĩnh và kiềm chế. Cũng kể từ đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có khoảng chục cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, yêu cầu đồng minh phản ứng có tính toán để tránh xung đột lan rộng khắp khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng liên tục trao đổi với các đồng minh châu Âu và Ả Rập, nói rằng Iran sẽ phải trả giá nhưng Washington đang nỗ lực để Israel không phản ứng một cách mất kiểm soát. Ngũ giác đài sau đó đã chuyển hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Tha'at tới Israel để bảo vệ đồng minh và răn đe Iran. Tha'at là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ. Một khi được triển khai, hệ thống này sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ, tên lửa đa tầng vốn đã rất mạnh mẽ của Israel. Mặc dù đòn tấn công của Tel Aviv hôm 26 tháng 10 được nhận định thuận theo ý Tổng thống Biden, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận thông tin Israel tránh tấn công các cơ sở dầu khí của Iran vì áp lực từ Mỹ. Ông nhấn mạnh Israel đã lựa chọn trước các mục tiêu tấn công theo lợi ích quốc gia của mình, chứ không phải theo chỉ thị của Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ đáp trả, Israel sẽ thấy sức mạnh và quyết tâm của Tehran. Trong tuyên bố hôm 27 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết Tehran sẽ quyết định phản ứng mạnh mẽ với cuộc tấn công của Israel. Hãng thông tấn Nur News trích lời ông Khamenei nói rằng các quan chức của chúng tôi sẽ quyết định cách truyền đạt sức mạnh và quyết tâm của quốc gia Iran cho nhà nước Do Thái và điều gì vì lợi ích tốt nhất của quốc gia và đất nước thì nên được thực hiện. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào nhà nước Do Thái vào ngày 1 tháng 10. Đài truyền hình CBS News đưa tin trích dẫn các nguồn tin rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự mà không liên quan đến các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Theo IRNA, không có cơ sở dầu mỏ nào của Iran bị hư hại. Hãng thông tấn Fars tuyên bố rằng Israel đã tấn công một số căn cứ quân sự ở phía Tây và Tây Nam Tehran. Cùng lúc đó, hãng thông tấn Tasnim tuyên bố rằng các trung tâm quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang, nằm ở phía Tây và Tây Nam thủ đô Iran, không bị ảnh hưởng. IDF rạng sáng ngày 26 tháng 10 triển khai 100 máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35I, phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công của Tehran hồi đầu tháng. Truyền thông Mỹ và Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay ba đợt không kích của Israel nhắm vào khoảng 20 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong đó có hệ thống phòng không S-300 ở sân bay quốc tế Imam Khomeini, cùng các cơ sở sản xuất vũ khí và căn cứ tên lửa, máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố ngay sau cuộc tấn công của Israel rằng Iran có quyền và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc để tự vệ trước những hành động hung hăng do các quốc gia khác thực hiện. Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho hay, như các cơ quan có thẩm quyền của Iran liên tục nhấn mạnh, Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa trên quyền tự vệ hợp pháp được phản ánh trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tự cho rằng mình có quyền và nghĩa vụ phải tự vệ trước các hành vi xâm lược của nước ngoài. Cùng với đó, bộ này cũng cho biết rằng Iran đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp tập thể, khẩn cấp để ngăn chặn các nỗ lực gây chiến của Israel ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Cộng hòa Hồi giáo Iran nhắc lại trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên của Công ước về phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng, cũng như các quốc gia thành viên của Công ước Geneva, nhấn mạnh đến nhu cầu hành động khẩn cấp của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt nạn diệt chủng,
chiến tranh và xâm lược tại dải Gaza, Liban và kiềm chế những nỗ lực châm ngòi chiến tranh của Israel. Hé lộ mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas trước khi thiệt mạng. Ba trang dặn dò của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar viết Tây do tờ báo Palestine Al-Quds công bố bao gồm chỉ đạo về việc phải làm gì với các con tin Israel. Tác giả bài báo cho biết những trang tài liệu mật trên là di chúc cũng như những mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của quân đội Israel cách đây gần 2 tuần. Theo các trang tài liệu viết bằng mực xanh, ông Sinwar yêu cầu nhóm bắt giữ con tin, chăm sóc mạng sống của tù nhân và bảo đảm an toàn cho họ, vì họ là quân bại mặc cả. Ông Sinwar nhấn mạnh việc canh gác tù nhân là điều cần thiết để bảo đảm việc thả tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel. Bài viết cũng nêu rõ những người thực hiện nhiệm vụ tốt sẽ được khen thưởng. Vào thời điểm Sinwar thiệt mạng, 101 con tin người Israel đang bị giam giữ trong dải Gaza, ít nhất 60 người trong số họ được cho là vẫn còn sống. Trang thứ hai của tài liệu được viết dưới tiêu đề Alakram Trading for Principle, một công ty tư vấn đã đăng ký tại Dubai, nêu chi tiết số lượng con tin và địa điểm giam giữ họ. Trong đó có đề cập đến 112 con tin không rõ tên bị giam giữ ở ba khu vực, gồm 14 người ở thành phố Gaza, 25 người ở miền trung dải Gaza, 51 người ở thành phố Rafah. Nhóm con tin thứ tư gồm 22 con tin không có địa điểm giam cầm. Tên, tuổi, giới tính, đặc điểm công việc của họ là binh lính hay dân thường cũng được nêu rõ trong tài liệu. Trang cuối cùng hiển thị tên của 11 con tin nữ đã được thả ra trước đó trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11. Trang viết cũng ghi rõ 11 con tin này có ai có quốc tịch nước ngoài hay không. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ Israel về các tài liệu được cho là của thủ lĩnh Hamas Sinwar. Trong đợt ngừng bắn kéo dài một tuần hồi tháng 11 năm ngoái, Hamas đã thả 105 con tin thường dân, 8 con tin đã được quân đội Israel giải cứu còn sống, trong khi thi thể của 37 người đã được tìm thấy. Ngày 24 tháng 10, diễn đàn gia đình con tin đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Hamas bảo đảm một thỏa thuận để trao trả những con tin bị bắt giữ. Nhóm cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel trao quyền cho nhóm đàm phán để bảo đảm thỏa thuận này. Thời gian dành cho các con tin sắp hết. Lời kêu gọi của họ được đưa ra sau khi Israel tuyên bố cử các quan chức đến Doha vào ngày 27 tháng 10 để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn mới được nối lại lần đầu tiên kể từ tháng 8. Trước đó, một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo của Hamas đã gặp các quan chức an ninh Ai Cập tại Cairo để thảo luận về các ý tưởng và đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn. Về phía Mỹ, Washington tin rằng cái chết của ông Sinwar có thể kéo Hamas trở lại bàn đàm phán, đặc biệt là nếu việc ra quyết định hiện sẽ do các nhà lãnh đạo còn lại ở nước ngoài dẫn đầu. Điều này có thể giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ từ lâu. Hamas hiện đang thảo luận để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của nhóm với suy đoán rằng Mohammed, em trai của ông Sinwar, có thể nắm quyền kiểm soát. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.